vậy cho các anh chị làm theo ha. Yeah, yes. Rồi, cảm ơn doanh nhân Bích Thêu ạ. Rồi anh chị ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ biết ơn ha. Đầu tiên là đôi mắt của chúng ta ha. Anh chị sẽ đưa tay lên mắt của mình, chúng ta sẽ xoa cái đôi mắt của mình và chúng ta nói là gì? Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn đôi mắt của tôi. Nhờ đôi mắt này mà tôi mới có thể nhìn thấy được mọi vật, mọi việc. Nhờ đôi mắt này mà tôi có thể nhìn thấy được cuộc sống nó muôn màu, muôn vẻ và nó đẹp như thế nào. Rồi, cảm ơn đôi mắt đã cho tôi nhìn thấy những điều tuyệt vời trong cuộc sống. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Anh chị có thể nghĩ rộng hơn là mình nhìn thấy con của mình, nhìn thấy cha mẹ của mình, nhìn thấy người chồng của mình, hoặc là nhìn thấy cây xanh, chim hót, thì nó sẽ cụ thể hơn, nó sẽ cảm xúc hơn gì nhé. Ok em. Rồi, cảm ơn đôi mắt vì đã cho tôi nhìn thấy những người thân yêu của tôi, nhìn thấy cha mẹ của tôi khỏe mạnh mỗi ngày, nhìn thấy chồng và con đang khỏe mạnh và ở bên cạnh của tôi, cho tôi nhìn thấy những cái người bạn tuyệt vời của tôi và cho tôi nhìn thấy những cái điều tuyệt vời trong cuộc sống. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cái này thì rồi bây giờ chúng ta sẽ cảm ơn đôi tai anh chị ha. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn đôi tai của tôi đã giúp cho tôi lắng nghe được những âm thanh của thế giới, đã giúp cho tôi lắng nghe được những cái lời yêu thương của những người thân yêu trong gia đình của mình, giúp cho tôi lắng nghe được những cái lời hay, ý đẹp và giúp cho tôi lắng nghe được những cái tri thức của những người thành công mỗi ngày. Cảm ơn đôi tai của tôi. Rồi, tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn làn da của tôi. Làn da đã bảo vệ cho cơ thể của tôi. Nếu như không có cái làn da này thì những cái bộ phận trong cơ thể của tôi sẽ không có được bảo vệ. Cảm ơn làn da của tôi đã bảo vệ cho cơ thể của tôi. Cái này để mà nói sâu xa hơn nữa thì Duyên còn phải có cái sự chuẩn bị anh chị ha. Rồi, hôm nay thì chúng ta tạm thời như thế ha. Anh chị hãy biết ơn cái đôi chân của mình anh chị ha. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn đôi chân của tôi đã giúp cho tôi đi, đứng, nằm, ngồi, đã giúp cho tôi có thể là đi khắp mọi nơi trên thế giới, đến được những cái quốc gia trên thế giới. Được Duyên như thế này nha, em sẽ hướng dẫn chị Duyên làm cái này nè. Tại vì sao? Khi mà chị biết ơn tất cả bộ phận cơ quan, tất cả anh chị ơi mình lắng nghe mà khi mình biết ơn tất cả các bộ phận trên cơ quan của mình ấy, mình chỉ cần là chị cần nghĩ đến cái lúc mà chị sử dụng nó để làm gì. Đấy, chị không cần các bài chuẩn bị đâu, chị sẽ sử dụng nó để làm gì. Thì bây giờ mình nghĩ đến cái khoảnh khắc đó để mình biết ơn. Ví dụ như chị dùng đôi chân để chị làm gì? Chị hay đi đâu? Chị đi rót nước đúng không? Đấy, chị đi chạy đến ôm con của mình. Đấy, những cái việc mà chị hay làm và chị hay sử dụng nó thì chị hãy nói cái lời cảm ơn những cái lúc mà mình dùng nó để làm đó là nó sẽ cảm xúc và nó không cần một bài chuẩn bị gì luôn. Chị Duyên đúng không? Rồi thì chị thực hành lại đôi chân nha. Ok. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn đôi chân của tôi đã giúp cho tôi đi được, đứng được, đã giúp cho tôi có thể chạy đến bên những cái người thân yêu của mình, đã giúp cho tôi đi du lịch vòng quanh thế giới và đã giúp cho tôi đến được những cái nơi mà tôi cần đến. Cảm ơn. Ví dụ như chụp hình ở tháp Eiffel nè. Đã giúp cho tôi đến tháp Eiffel để chụp được những cái tấm ảnh rất là đẹp, đã giúp cho tôi đến được nước Ý, đã giúp cho tôi đến được Thụy Sĩ, đã giúp cho tôi đến được Nhật Bản, đã giúp cho tôi đến được Hàn Quốc, Singapore để tận hưởng được những cái điều tuyệt vời của những cái quốc gia khác nhau. Giờ chị có xoa lên cái đôi chân chưa? Có, chị đang xoa nè. Vậy hả? Dạ. Cảm ơn, cảm ơn đôi chân của tôi. Chị hỏi thăm anh chị thì có xoa lên đôi chân không? Rồi anh chị có xoa lên đôi chân của anh chị không ạ? Ok. Rồi cảm ơn anh chị Mộng Nhiên ha. Hôm sau chị sẽ tiếp tục nha. Chứng tỏ rằng là chưa có nói cảm ơn cơ thể nhiều đúng không? Không có rõ cụ thể đang như vậy anh thêm. Ok, chị Di về tập nhiều hơn ha. Rồi. Yes. Rồi cảm ơn chị siêu tuyệt vời, cảm ơn tất cả các anh chị. Rồi, cảm ơn nhân chị Mộng Nhi hỗ trợ các anh chị trong buổi sáng này ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần là mình sẽ tiếp tục mình sẽ ứng dụng cái cuốn sách này như thế nào. Thì để mà bắt đầu thì các anh chị sẽ cùng nhau, anh chị có thể giúp em là ra quyết định nha. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu vào ạ. Đây là thói quen của người thành công, mình sẽ ra quyết định kết quả mình mong muốn đạt được ạ. Hít vào các anh chị ơi, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào nhẹ nhàng, hít đủ 6 hơi nha. Hít vào, thở ra nhẹ nhàng, tập trung vào hơi thở ạ. Tập trung vào hơi thở ạ. Hít vào, hít sâu vào, thở ra nhẹ nhàng nào, thở ra nhẹ nhàng. Rồi tiếp tục hít sâu vào và thở ra nhẹ nhàng. Tập trung vào hơi thở nhé. Rồi bây giờ các anh chị hãy nghĩ đến những điều mình mong muốn đi ạ. Nghĩ những điều mà mình mong muốn đạt được sau cái buổi Zoom này. Ủa sáng nay á doanh nhân chị Mộng Duyên cho các chị cười chưa? Chị Duyên ơi, cười chưa chị Duyên? Cười ra rã chưa? Có rồi em ơi, 2 phút. Dạ rồi. 2 phút luôn á. Ồ, 2 phút là level cao đó. Rồi bữa sau cứ nửa buổi Zoom với dừng lại cười mí xong làm học tiếp. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ tranh thủ không có nó qua nó lại hết giờ. Hôm qua chúng ta sẽ đi qua tiếp một cái cuốn sách ha. Chúng ta đang đọc cuốn sách là Người 500 các anh chị ơi. Giờ ấn sách này lên nó hơi ngại xíu nữa vì ấn sách nó bị gắt cái miếng. Các anh chị sẽ mua cuốn sách này đọc á, người 500 ạ. Hiện tại thì Thêu đang hỗ trợ để các anh chị đọc một phần tấm sách này. Thì cái mục tiêu của mình là sẽ biến thành một cái thỏi 500 thu hút những điều tuyệt vời, được không các anh chị? Và em Thêu cũng đã từ cái người là không có khả năng thu hút bất cứ thứ gì, mình là cái người đi tìm kiếm. Và cái thời điểm mà 18 tuổi đến năm 25 tuổi làm theo sống một cuộc sống là mình chạy theo mọi thứ, mình níu kéo gì, níu kéo người yêu, rồi níu kéo sự nghiệp, rồi khách hàng, rồi đối tác, rồi cha mẹ. Nói chung là mình đi kéo và mình đi gọi là đi tìm kiếm, rồi mình bươi móc, rồi nói chung là mình cố gắng để kéo nó về phía mình. Và như thế là mình đi không có đúng cái quy luật của vũ trụ. Bây giờ mình sẽ học cái cách gì ạ? Thu hút về. Ok, các anh chị nhớ không ạ? Mình sẽ học cách thu hút về. Và hôm qua em Thêu đã đi với các anh chị một phần 1. Phần 1 là gì ạ? Phần 1 là gì nè? Nói nghe nè, phần 1 nè. Phần 1 ngày hôm qua chúng ta đi qua là gì ạ? Phần 1 của chúng ta đi qua là gì? Đó chính là luật hấp dẫn là cái gì? Các anh chị nha. Và những cái gì mà em Thêu hướng dẫn các anh chị lại, đó chính là những cái kiến thức trong sách các anh chị ha. Sách, và cái cuốn sách này á, cũng là một cái người rất là nổi tiếng và một trong những cái bậc thầy về và là một cái người rất là thành công, đó chính là Jack Ma, các anh chị nhé. Để các anh chị có thể mua về và đọc phân tích cùng với Thêu được không ạ? Và em Thêu sẽ hướng dẫn các anh chị cách ứng dụng, cái cách mà em Thêu đã ứng dụng như thế nào để mà mình từ một cái người á, là không có cái gì trong tay cả, nhưng mà em Thêu có thể thu hút rất là nhiều những cái điều thành công về tài chính, về sức khỏe, về mối quan hệ cho bản thân của mình. Không những như thế mà em Thêu đã truyền cái công thức này cùng với môi trường câu lạc bộ, truyền cái bộ công thức này cho rất là nhiều anh chị khác. Và em Thêu cũng gửi lời cảm ơn để có được cái sự thành công này của em. Thì không có rất là biết ơn cái người thầy của mình các anh chị. Đó chính là doanh nhân Trịnh Huy và doanh nhân chị Nguyễn Diễm. Họ còn rất là trẻ các anh chị ha. Họ còn rất là trẻ tuổi. Đó, ví dụ như là ông Meganguru, mỗi lần mà ông nhắc tên đến người thầy của mình á, thì người thầy của ông không có còn sống nữa, đúng không? Nhưng mà cái người thầy của tôi đang còn rất là trẻ, thì rất là Thêu sẽ học được rất là nhiều. Ok, và các anh chị cũng có thể gặp được người thầy của mình ở cái khung buổi tối, vào lúc 7h30 cho đến lúc 10 giờ đêm, thì hai người thầy của Thêu sẽ trực tiếp trên Zoom để mà hỗ trợ cho các anh chị. Và mỗi anh chị nào ở trong cái Zoom này á, anh chị là trong cái nhóm học tập của Thêu hoặc là trong những anh chị cộng sự của Thêu á, thì các anh chị sẽ được tặng cái mã Zoom để mà các anh chị được tiếp xúc. Có thể là nếu như anh chị muốn thì anh chị có thể có cơ hội được gặp hai người thầy của mình mỗi ngày các anh chị nha. Vậy thì bạn là gì? Hôm nay chúng ta sẽ đi qua một cái phần, đó chính là bạn là gì? Bạn là gì ạ? Để mà các anh chị sẽ biến mình trở thành một cái thỏi 500 thu hút những cái điều tuyệt vời ha. Thì các anh chị phải biết mình là cái gì chứ. Mình phải biết mình là cái gì. Và các anh chị phải biết bạn là ai. Ok chưa ạ? Mình phải biết cái cơ thể của mình nó được cấu tạo như thế nào, nó hình thù làm sao, nó là một cái gì mà để mình có thể biến cái mọi thứ này nó trở thành cái năng lượng để có khả năng thu hút được, được không các anh chị? Vậy thì hãy nhớ này, cái phần kế tiếp mà em Thêu hướng dẫn các anh chị đó là bạn là gì và bạn là ai. Các anh chị cần phải biết được không? Nếu như mà người ta hỏi ủa bạn là gì vậy, thì mình phải hiểu được mình là như thế nào. Đó mà. Rồi, hôm qua là các anh chị đã hiểu nôm na về luật hấp dẫn nơ rồi ha, sơ rồi ha. Thì hôm nay mình sẽ đi qua phần khác, và trong hết cái lộ trình cuốn sách này chúng ta sẽ hoàn thành trước đấy. Thì các anh chị sẽ nắm một cái lộ trình cụ thể để mà các anh chị biến mình trở thành một cái thỏi 500. Nên là các anh chị đừng có vắng ngày nào nha. Vắng cái là nó mắc băng cục. Nó mắc một ngày là coi như ứng dụng nó không ra cái đuôi đầu gì hết. Được không ạ? Ứng dụng cái đầu mắc cái đuôi, ứng dụng cái đuôi mắc cái giữa, ứng giữa mắc cái đầu. Thành ra là các anh chị sẽ không có sâu chuỗi được, với sâu nó chuỗi lại thành một cái vấn đề được, một cái bộ công thức được. Ok rõ không các anh chị ơi? Rõ, comment rõ giùm em ạ. Tôi rõ rồi, tôi rõ lắm rồi, thì anh chị hãy comment là tôi rõ lắm rồi, tôi rõ như pha lê là các anh chị. Ok, và các anh chị hiểu như thế này nè, bạn là gì ạ? Thì ở đây anh chị phải biết nè, đầu tiên anh chị có thể ghi là bạn là cái gì? Anh chị nói là tôi là một cái cục năng lượng. Anh chị hình dung không? Tôi là cái cục năng lượng. Anh chị hiểu cái cục năng lượng không ạ? Anh chị là một cái khối năng lượng khổng lồ di chuyển. Có bao giờ anh chị nhìn thấy một cái khối năng lượng đúng không, nó cuốn lại là nó di chuyển như này thì anh chị sẽ biết là mình không có khác gì là một cái khối năng lượng hay đó các anh chị. Đúng không? Anh chị nhìn mình tưởng đâu là mình cái cục, anh chị tưởng đâu mình là cái cục đúng không ạ, nhưng mà anh chị sẽ nhìn sâu vô vấn đề. Hồi xưa các anh chị được học là gì ạ, mọi sự vật sự việc được cấu tạo từ những cái nguyên tử và những cái phân tử li ti nhỏ nhỏ đúng không. Vậy thì cái cơ thể các anh chị nếu mà mình nhìn sâu vào nó là những cái tế bào, và trong cái tế bào đó thì sao nó có những cái electron, có proton, rồi nó xoay xung quanh rồi nó tạo ra năng lượng. Hồi xưa cái đó là kiến thức hồi xưa mình học đúng không các anh chị. Cái này là anh chị có thể tìm hiểu lại kiến thức hồi nhỏ của mình nhé. Cái này thì anh chị nào cũng học, đây là một dạng kiến thức mà ai cũng được biết và ai cũng được học. Thì các anh chị hãy hiểu rằng là mình là một cái khối năng lượng khổng lồ. Ví dụ như là cái cây bút này á, nếu như mà các anh chị nhìn như thế này thì nó là một cây bút đúng không ạ. Nhưng mà nếu như các anh chị nhìn xuyên thấu được cái cây bút này thì các anh chị sẽ thấy gì ạ? Thì các anh chị thấy gì ạ? Thấy cái gì đấy, cái không biết. Thế là học thì không có lo học mà thế là toàn là yêu đương nhăn nhít không à. Dạ thì các anh chị nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy cái gì ạ? Tập trung vô đi. Xuyên thấu này nó là những cái nguyên tử. Nó là những cái nguyên tử nhỏ. Thì trong cái nguyên tử nó có gì ạ? Có electron, có proton. Electron xoay xung quanh hạt nhân nó sẽ tạo ra gì ạ? Nó sẽ tạo ra gì ạ? Những cái nó xoay rồi nó tạo ra năng lượng. Ok, các anh chị vô mơ nhớ bài chưa? Cái đó nó không phải là cái kiến thức chuyên gia của Thêu, nhưng mà cái kiến thức đó hầu như là mình đều được học đúng không? Nên là anh chị có thể sử dụng như vậy, bạn chị biết nó là một cái khối năng lượng, anh chị hiểu không ạ? Nhưng mà cái cục năng lượng này thì nó nhỏ hơn hay nó to hơn cái cục năng lượng này ạ? To hơn hay là nhỏ hơn? To hơn hay nhỏ hơn ạ? Nhỏ hơn hay là to hơn? To hơn hay là nhỏ hơn? Anh chị tập trả lời đi. Anh chị muốn thông minh đâu, anh chị muốn não bộ các anh chị mà nhạy bén như là Edison không ạ? Anh chị muốn não bộ mình nó nhạy bén không ạ? Thì các anh chị hãy cho não mình vận hành đi. Khi anh chị thấy cái này nhỏ hơn hay là cái này to hơn? To hơn hay là nhỏ hơn? Yes. Ok, đừng có quan tâm em hỏi cái gì, nếu mà anh chị chỉ tập trung vào câu hỏi, anh chị cho não anh chị nó chạy số thì anh chị sẽ rất là thông minh. Có nghĩa là não anh chị nó sẽ quen vận hành, nó giống như là nâng cơ bắp, giống như cái cơ bắp mình nâng tạ thì cái cơ mình to đúng không ạ? Còn não anh chị cho nó vận hành nhiều nó sẽ rất là tư duy và nó sẽ rất là thông minh và nó rất là nhạy bén. Hay chỉ cần một cái vấn đề nó xuất hiện là các anh chị 3 giây là các anh chị xử lý. Ok, các anh chị sẽ xử lý vấn đề, xử lý mọi sự việc nó nhanh thì sao, người khác thì xử lý mất 7 tiếng đồng hồ mà các anh chị xử lý trong vòng 2 tiếng đồng hồ nhưng mà vẫn được nhận mức lương như nhau, thì 5 tiếng đồng hồ còn lại các anh chị có thể làm chuyện khác được không các anh chị vô mà. Thế nên là chúng ta cần phải học cách làm việc từ cái cổ đi lên, chứ chúng ta đừng có làm việc từ cái cổ đi xuống hoài. Anh chị nào rõ bao nhiêu số anh chị rõ là mình là cái gì? Em giờ hỏi anh chị lại gì? Anh chị nói giùm em được không? Bây giờ bạn là cái gì? Bây giờ tôi túm lại là bây giờ bạn là cái gì? Bạn là cái gì ạ? Bạn là cái gì? Là bạn là cái cục gì? Bạn là cái cục gì ạ? Trả lời giùm em là bạn là cái cục gì? Giờ tôi hỏi 7 câu hỏi rồi mới có câu trả lời là sao? Cái cục gì đây ạ? Cái cục. Cái khối năng lượng khổng lồ. Chị Lâm nói là tôi là khối năng lượng khổng lồ chứ tôi không phải là cái cục gì hết. Ok, dạ đúng rồi. Các anh chị là một khối năng lượng khổng lồ ha. Một cái cục năng lượng khổng lồ cũng được, nói chung là gọi cái gì cũng được. Nhưng mà anh chị phải hiểu rằng là anh chị là một khối năng lượng. Và các anh chị hãy nhớ rằng là mọi vật đều là năng lượng ha. Thế em hỏi các anh chị rằng là một mình anh chị là một khối năng lượng hay là còn những cái thứ xung quanh có phải là năng lượng không ạ? Những cái xung quanh các anh chị có phải là khối năng lượng không ạ? Hay là nó là vật chất các anh chị ơi? Đó không ạ? Thì tất cả những thứ xung quanh các anh chị nó cũng là một cái khối năng lượng. Và nó ở chung với nhau, bây giờ nó cùng ở trong một cái không gian với nhau thì được gọi là gì ạ? Được gọi là cái gì các anh chị? Được gọi là cái gì ạ? Thì được gọi là một cái trường năng lượng. Ok, vậy thì xung quanh các anh chị được gọi là gì? Được gọi là nhiều, bây giờ xung quanh các anh chị nó rất là nhiều cái cục, nhiều loại là sách này, nào là tủ, nào là bàn, tất cả mọi thứ đều là mỗi thứ là mỗi một cái trường năng lượng khác nhau, đúng không ạ? Thì nó chung quy là ở trong một cái môi trường thì nó gọi là gì? Trường năng lượng. Ok, anh chị hiểu được không? Yes. Và anh chị đang ở trong một cái môi trường, một trong cái gì? Anh chị đang ở trong một cái trường năng lượng. Anh chị hình dung được trong tâm trí mình không ạ? Yes. Và năng lượng thì sao các anh chị ơi? Năng lượng thì nó không được tạo ra và nó cũng không thể nào phá hủy, đúng không ạ? Vạn vật là năng lượng các anh chị. Và năng lượng nó cũng không tự tạo ra được và nó cũng không thể tự phá hủy được. Nên là anh chị có nghe câu là gì ạ? Không có cái gì tự sinh ra và cũng không có cái gì tự mất đi. Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Tự nó mang tính nhân quả. Có nghĩa là sao ạ? Tự nó có thể chuyển, nó chuyển đổi được, nó chuyển dạng năng lượng được. Và anh hỏi, em hỏi các anh chị là cơ thể các anh chị có chuyển đổi năng lượng được không ạ? Cái lúc mà anh chị mới sinh ra đó là các anh chị là một cái gì ạ? Một cái tế bào thôi, đúng không? Mà bây giờ các anh chị trở thành một cái cơ thể to như thế này nè, đúng không ạ? Và để mà các anh chị trở thành cơ thể to như thế này á, là các anh chị, cha mẹ các anh chị phải tiếp nạp rất là nhiều thông tin và mọi thứ á, nhiều cái thông tin, rồi các anh chị mới bắt đầu lớn dần lên, tế bào các anh chị nó mới tiếp nạp nhiều thông tin, nó lớn dần lên. Và khi các anh chị đẻ ra ngoài, anh chị mới chuyển năng lượng nè. Sau này các anh chị lớn lên, các anh chị không còn sống nữa, chuyển thành một cái dạng vật chất khác, anh chị hiểu không? Nó chuyển thành là cát bụi đấy, chỉ là cát bụi đấy, thì cũng là năng lượng thôi, nhưng mà sao ạ? Nó sẽ chuyển thành một cái dạng năng lượng khác, năng lượng, và nó không bao giờ mất đi các anh chị, và tất cả mọi thứ nó sẽ không có mất đi, nó sẽ chuyển từ dạng này qua dạng khác, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này qua dạng khác, và nó luôn luôn như vậy các anh chị. Ok, vậy thì em hỏi các anh chị nè, trong cái đầu các anh chị nó có cái gì ạ? Nó có những cái suy nghĩ. Thì cái câu hỏi đặt ra là những cái suy nghĩ của các anh chị á, nó có mất đi không? Suy nghĩ các anh chị nó có mất đi không ạ? Yeah, và các anh chị là một cái trường năng lượng, và mỗi một suy nghĩ các anh chị nó mất đi không ạ? Yes, suy nghĩ các anh chị nó sinh ra năng lượng, và suy nghĩ các anh chị nó là một cái trường năng lượng, một cái năng lượng ở trong cái năng lượng, vậy mà nó không có mất đi, vậy thì nó đi đâu? Ý, ví dụ như các anh chị nghĩ nè, cái ông chồng của tôi, ông không có yêu thương tôi, đấy, vậy thì em hỏi các anh chị là cái suy nghĩ đó nó đi đâu? Nó đi đâu? Nó đi đâu? Cái suy nghĩ là ông chồng của tôi, ông không yêu thương tôi, chồng của tôi thật là tệ bạc, không có trách nhiệm với gia đình, không có yêu thương tôi. Cái số tụi nó khổ lắm, nó lấy chứng một cái người chồng không có được tuyệt vời thế nào hết, không có bằng con bạn của tôi. Con bạn của tôi á, là nó có một cái người chồng tuyệt vời nhưng mà tôi mơ ước. Rồi cái suy nghĩ nó đi đâu? Dạ, suy nghĩ nó đi đâu hả? Đi đâu? Nó đi tới chỗ này không? Nó đi ra chỗ nào rồi? Nó ẩn đâu rồi? Cái suy nghĩ ở chỗ nào rồi? Dạ, nó không có mất đi đâu anh em ạ. Và nó sẽ tiếp nối ra bên ngoài, cái là 1 năm sau, 2 năm sau, 3 năm sau, các anh chị nhìn vô cuộc sống, ông chồng của mình ông đi đâu luôn, ông yêu luôn nhỏ khác luôn, là nó ra rồi đó, là nó tiếp nối ra gì, nó tiếp nối ra ngoài hiện thực rồi đó, vừa làm bản chứa rồi vừa làm bản chứa đấy. Rồi hoặc là các anh chị đi làm, các anh chị nói ông sếp của tôi thật là không có, ông sếp của mình ấy, ông rất là thiên vị, ông chỉ mê mấy cái đứa nhân viên đẹp thôi, và những cái nhân viên mà không có xinh đẹp như mình á, ông không hề quan tâm và không hề đối xử tốt. Và bản thân của mình cảm thấy đó là tủi thân. Tủi thân là tại sao mình sinh ra mình không có đẹp bằng người ta, để cho ông sếp của mình ông cũng có chuyện, ông rất là khó chịu với mình. Đấy ha, và anh chị biết cái suy nghĩ đó nó có mất đi không? Không mất đi đâu. Yeah. Và một thời gian sau tự nhiên thấy em sếp đuổi việc mình luôn. Thế là sao ạ? Rồi vừa lòng bản chứ. Rồi tôi làm vậy là vừa lòng chứ, vừa lòng bản chứ. Rồi ông đi luôn rồi, ông sếp ông đuổi việc mà luôn rồi. Cái anh chị nói rằng đó, thấy chưa, tôi nói đâu có sai đâu. Cho nên là sếp là đồ chỉ biết quan tâm với những đứa nhân viên đẹp thôi, còn mình không có đẹp rồi không có để ý gì hết trơn đó. Vừa lòng bạn chưa, tôi làm như vừa lòng bạn chưa ạ. Đấy, hoặc là có một số anh chị đi làm về cứ than cái công việc gì á mà làm cái công việc gì mà mệt mỏi, tại sao lại cái số của tôi sao mà nó cực như thế này, tôi cứ làm cái công việc nhiều hoài, ngày nào cũng làm thì cực quá, không có thấy tiền đâu mà thấy làm hoài, thế là hoài, tiền rất là cực khổ, sống thì làm gì nữa, sống ở trên đời này làm cái gì nữa. Đấy, và cái suy nghĩ đó nó không có mất đi. Và vào một ngày đẹp trời bạn không còn đi làm được nữa là vừa lòng chưa? Một là công việc nó bị mất việc, hai là có vấn đề về sức khỏe và ngồi nghỉ luôn trên giường, không có đi làm được luôn. Tôi vừa lòng chứ? Tôi làm như vừa lòng bạn chưa? Vậy nói vậy là không có suy nghĩ nào nó mất đi cả. Nếu anh chị tin không? Anh chị nói anh chị không tin thì nó xạo. Anh chị hãy tự nghĩ về anh chị hãy tự nghiệm lại cuộc đời của bạn đi. Một phút mặc niệm nè, hít một hơi thật sâu và bây giờ nghĩ về nè, cái ngôi nhà của mình đã từng nằm trong đầu các anh chị chưa? Cái ngôi nhà này em đang ngồi đây, đây là cái ngôi nhà mà em đã từng nằm trong suy nghĩ trong đầu mà em cách đây 20 năm về chưa? Mẹ em đã từng ước có một cái căn nhà to để mẹ em lau chùi, ước chỉ có nhà để lau chùi mà chứ giờ không có cái nhà, cái toàn là nhà đất không, mà nhà đất rồi xây tường hay là toàn là đất sét này kia trộn vô rồi đắp lên thôi. Thì cái nhà đất sét thì lau chùi làm cái gì các anh chị? Rồi trong nhà đâu có bàn ghế gì đâu để mà lau chùi. Mà em ước rằng là trong nhà sẽ có những cái bộ bàn salon, gỗ salon để lau chùi. Và ngày hôm nay mẹ em đang lau chùi bàn ghế các anh chị, và ở trong cái căn nhà to như thế này. Và mỗi ngày mẹ em rất là thích được lau nhà, được lau cầu thang, được lau những cái bộ bàn ghế xịn sò mà mẹ em đã có được tích lũy được. Thế anh chị có tin không ạ? Thế cái chiếc xe anh chị đi, nó có đã từng nằm trong tâm trí của anh chị trước, và những cái sự việc xảy ra với bạn có không ạ? Trả lời giùm em đi. Có, trả lời giùm em. Có thì em cho em biết là các anh chị đang đồng thuận với em nè. Trả lời không thì coi như là thôi nghỉ chơi nha, không có, cũng không cùng tần số nha bồ. Trả lời không là không cùng tần số nha. Trả lời không là coi như là chúng ta không hợp về nhau, chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta là không phải là của nhau, chúng ta là người dân của nhau, không có cùng tần số. Rồi hai cái năng lượng là chọi nhau rồi, ai mà trả lời không là coi như không có cùng tần số. Vậy mà cũng ngồi ở đây được là hay đó nha. Ok không ạ? Các anh chị hiểu được không? Các anh chị có thể nghiệm lại ha. Rồi anh chị nghiệm lại đi. Những cái vấn đề về sức khỏe các anh chị có phải là từ cái suy nghĩ của anh chị mà ra mà? Ok không? Yes. Thật ra là cái body các anh chị nó đẹp hơn các anh chị mong muốn. Nhưng mà bởi vì mỗi ngày anh chị nói là gì? Trời ơi, ăn cái này nó mập lắm, rồi ăn cái này bụng bự lắm, cái bà kia nhìn cái bụng nó sao nó bự quá, nó xấu quá. Đó, đã nói riết vô, ta nói suy nghĩ đó nó mất đi hơn. Để cái là một thời gian sau nhìn xuống cái bụng mình y chang. Rồi vừa lòng bán chưa? Rồi vừa lòng chưa? Rồi vừa lòng chưa? Bây giờ vừa chị cho vừa chưa? Vừa cái bụng chưa? Vừa chưa ạ? Anh chị mới nói rằng là gì? Body của tôi ăn ngon bổ dưỡng và body của tôi rất là cân đối. Tôi là một người chăm sóc sức khỏe xuất sắc và body của tôi là cân đối xuất sắc. Đúng không ạ? Hoặc là nhìn thấy là chị đó là gì ạ? Đang cân đối body xuất sắc. Body chuẩn, body chuẩn, body chuẩn. Ok không ạ? Bao nhiêu số anh chị đây mình giác ngộ được cái điều này giúp em mà. Đó chính là suy nghĩ của các anh chị không có mất đi, mà suy nghĩ các anh chị nó sẽ tạo ra một cái trường năng lượng, và cái trường năng lượng này nó sẽ thu hút. Và một cái điều nữa các anh chị ha, anh chị nhớ rằng là, rồi bây giờ mình qua ý số 2. Năng lượng thì sao ạ? Năng lượng thì nó có tần số các anh chị. Mỗi cái năng lượng nó sẽ có tần số khác nhau. Nên là có một số anh chị nói rằng là dép còn có số mà nói chi là con người không có số, dép còn có số mà. Thì đúng, mỗi trường năng lượng nó sẽ có một cái tần số khác nhau. Nó giống như cái chuyện mà các anh chị bắt cái sóng radio vậy đó, nó sẽ có một cái tần số khác nhau. Nhưng mà cái tần số đó, cái dép, cái tần số của đôi dép là không có thay đổi được. Có nghĩa là cái tế bào, cái phân tử của chiếc dép nó như vậy, nó không có thay đổi được. Nhưng mà cái con người của các anh chị phát ra cái tầng suy nghĩ, các anh chị thay đổi được không? Cái suy nghĩ mỗi ngày các anh chị được quyền phát ra nha. Anh chị được quyền phát ra một cái suy nghĩ khác nhau, thì những cái suy nghĩ các anh chị nó sẽ quyết định cái số của các anh chị, nó sẽ quyết định cái tần số của các anh chị, tần số của các anh chị. Vậy thì anh chị muốn để nguyên cái tần, anh chị muốn cái tần số gì thì các anh chị sẽ dùng cái suy nghĩ của mình để quyết định cái số phận của mình. Đây là người ta mới nói là gì? Thời khắc bạn đưa ra quyết định thì số phận của bạn thay đổi, số phận của bạn được an bài. Tại vì cái quyết định của các anh chị là những cái suy nghĩ của các anh chị, đúng không? Tại vì cái suy nghĩ mình thay đổi được mà. Hiểu không? Ok. Vậy thì anh chị phải nhớ rằng là mỗi cái năng lượng nó sẽ có một cái tần số, và mỗi cái tần số nó sẽ hấp dẫn. Cái gì giống nó thì nó hấp dẫn vô, mà cái gì không giống nó đẩy ra, đẩy ra, đẩy ra. Ok. Đấy, ví dụ như ở đây á, có một rất là nhiều anh chị đang được hấp dẫn đến này gì nữa, 100, rất là nhiều anh chị đang, mấy trăm anh chị ở đây đang được ngồi trước mặt em đây, bởi vì chúng ta cùng một cái gì đó. Chúng ta đôi lúc anh chị phát ra một cái suy nghĩ gì đó nó cùng với tần số của Thêu. Ví dụ như anh chị có cái suy nghĩ là bây giờ chắc là mình phải làm một cái gì đó để thay đổi cuộc đời thôi, đó, dính tần số đó, là nó sẽ cùng với tần số của Thêu thì nó sẽ bị hấp dẫn tới. Hoặc là các anh chị nghĩ rằng là gì ạ? Bây giờ là mình phải phát triển cái suy nghĩ của mình lên thôi, mình phải thay đổi một cái gì đó, mình cần phải học một cái gì đó, cái là cũng dính tới đây luôn, cũng vô tình được hấp dẫn đến đây. Nhưng mà nếu như qua cái buổi Zoom này các anh chị đổi cái suy nghĩ khác, anh chị đổi cái suy nghĩ rằng là thôi bây giờ mình cứ có làm sao sống vậy đi, cái số sao an bài vậy đi, chứ học hành làm gì, phát triển bản thân làm gì, thành công làm gì, đu dây điện chi cho nó mệt mỏi, cái sống vậy cho nó thoải mái. Đấy, thì các anh chị sẽ bị rời khỏi cái buổi Zoom của Thêu, nó không có cùng tần số nữa. Ok, hiểu được không ạ? Đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay bạn rất là ham học, nhưng mà qua ngày hôm sau không thấy bạn đâu nữa, thấy bạn ham chơi. Đấy, là nó tất cả mọi thứ nó đến từ anh chị đã thay đổi cái tần số của mình, nên nó không phù hợp với nhau nữa, không cùng tần số với nhau nữa. Anh chị hiểu không? Giống như hôm nay các anh chị thích thêm xem thời sự, ngày mai các anh chị thích thêm các hành nhạc, ngày mốt các anh chị thích xem nhảy nhót. Đấy, thì khi mà anh chị thích xem thời sự thì các anh chị sẽ cùng tần số với cái kênh thời sự đó. Hoặc là nếu như các anh chị thích xem ca nhạc thì anh chị đang tỏa ra cái tần số cùng với cái kênh ca nhạc đó, thì anh hình dung được không ạ? Thì ngày hôm nay rất là chúc mừng, bởi vì chúng ta đang cùng tần số với nhau, nên chúng ta đang gặp nhau. Có thể ý thức của các anh chị không biết được, nhưng mà con người bên trong của các anh chị đã tỏa ra một cái tần số nó phù hợp ở đây. Ok. Vậy thì cái tần số năng lượng thì anh chị hiểu nè, nó có khả năng hấp dẫn nhau hoặc là xua đuổi nhau. Cái gì giống nhau á thì theo luật hấp dẫn nó sẽ hấp dẫn lại. Nếu như mà nó không giống nhau á thì nó sẽ bị đẩy ra. Tại sao có những cái cuộc kết hôn rồi lại có cuộc ly hôn? Hiểu chưa? Chị hiểu vấn đề không? Tại sao ạ? Tại lúc mà hai người kết hôn, hai người cùng tần số, cho đến khi mà hết cái tần số rồi thì nó tách ra. Tại sao cái lúc mà các anh chị rất là thân với cái người đó, anh chị rất là thân với người bạn đó, nhưng mà sau khi mà cho người ta mượn tiền rồi thì các anh chị lại có những cái suy nghĩ không tuyệt vời về cái người bạn mà anh chị cho mượn tiền đó. Và càng ngày hai người, mối quan hệ của hai người bắt đầu tách ra và anh chị cứ nói rằng là nhỏ đó nó sống với đề mượn tiền mà nó không có trả, mà mượn không trả, mượn tiền không có trả đó. Xong rồi anh chị cứ suốt ngày anh chị suy nghĩ về cái người đó, anh chị không còn tin tưởng họ nữa, anh chị có những cái suy nghĩ không tốt đẹp về họ. Cuối cùng thì sao ạ? Cuối cùng anh chị mắc luôn người bạn đó, anh chị mắc luôn cái đống tiền đó luôn. Ok không? Nhưng nếu như anh chị vẫn như xưa, thôi bạn mình bây giờ mình biết cái nó đã không có tiền thì nó mượn mình thôi, ai biết vì mà em biết mình tài lanh mình đem cho nó mượn, để thôi vì mình lỡ mình cho nó mượn rồi thôi, bây giờ mình vẫn cứ biết ơn nó như xưa, vẫn yêu thương nó như xưa, coi như là hồi xưa nó đã giúp đỡ mình rất là nhiều, nên là thôi giờ mình cứ cầu chúc cho nó là bạn có tiền để nó gửi lại cho mình hàng đêm. Chúc cho bạn của tôi cực kỳ thành công, cực kỳ khỏe mạnh, cực kỳ hạnh phúc, làm ăn thăng tiến, gia tăng tiền bạc và luôn luôn trích tiền để mà gửi lại cho mình thật là hạnh phúc và biết ơn điều đấy. Đấy, các anh chị ok mà. Thì cái suy nghĩ đó nó sẽ tiếp nối, nó sẽ hấp dẫn cái người bạn đó lại với các anh chị. Được không? Mà cái người bạn nó đang giữ tiền của bạn mà, phải hấp dẫn lại để nó trả tiền cho anh chị chứ. Anh chị rõ vấn đề chưa ạ? Nên cái chuyện mà các anh chị nói xấu cái người mà đang giữ tiền các anh chị là chấu quốc. Anh chị đang đi sai chiến lược. Anh chị đang đẩy họ ra xa các anh chị đang đẩy cái trường năng lượng nó ra xa các anh chị, và anh chị đẩy nó biến mất luôn khỏi cuộc đời các anh chị luôn. Nhưng mà nó đang giữ tiền của mình ở đó mà, thì mình phải hút nó lại gần mình, phải hút nó ở bên cạnh mình phải hút cái tiền đó về với mình chứ. Ok, nên là anh chị nhớ rằng là năng lượng thì có khả năng kết nối, có nghĩa là hút nhau hoặc là đẩy nhau. Các anh chị muốn hút cái gì đó là cuộc tùy các anh chị nha. Vậy thì để mà hút những điều chị muốn thì anh chị phải tiếp tục nghe những bài chia sẻ của Thêu để Thêu hướng dẫn cho nó chọn, để biết cách mà thực hiện nhé. Ok, cái gì mà không biết thì mình phải lắng nghe thôi. Ở đây á, đừng có quan tâm á, là Thêu nhỏ tuổi hơn các anh chị hay là tệ hơn các anh chị hay là chắc chưa thành công bằng các anh chị, nó đừng có quan tâm cái điều đó. Nếu như các anh chị chưa biết đến luật hấp dẫn á, thì có khi là các anh chị phải nghe những cái bài chia sẻ của Thêu thôi, được không ạ? Tại vì Thêu may mắn hơn các anh chị, Thêu không có giỏi hơn các anh chị mà Thêu được biết trước các anh chị thôi ạ. Ok, nên là bỏ qua cái tôi cá nhân đi ha, đừng có quan tâm là như thế nào hết, miễn sao anh chị sao chép được cái trí óc của Thêu, sao chép được cái bí kíp của Thêu là anh chị ngon rồi, đúng không? Chị như thế anh chị mới là đỉnh của chóp chứ, người khôn ngoan đó mà. Rồi anh chị hiểu cái vấn đề là được kết nối chưa ạ? Và anh chị, nếu như anh chị hiểu đến cái việc kết nối thì anh chị có thể, có bao giờ các anh chị đã từng là nói chuyện với bạn của mình và hai người cùng nói một cái câu nói nào đó không ạ? Những cái người bạn mà gần gũi với các anh chị á, mình nói chuyện cái chuẩn bị mình hỏi nó, cái tự nhiên nó cũng chuẩn bị nó hỏi mình đúng câu đó luôn. Có không ạ? Có không thì comment giùm em được không ạ? Chuẩn bị mình hỏi nó, chuẩn bị mình nói nó cái tự nhiên nó cũng nói ra luôn. Hoặc là chuẩn bị mình bắt máy mình gọi, mình mới vừa nghĩ tới là mình sẽ gọi cho cái người đó thì tự nhiên là mình thấy người ta gọi mình luôn. Wow. Vậy thì cái đó người ta gọi là cùng tần số là double. Đấy, hoặc là ví dụ như ngày hôm nay vừa kết thúc cái buổi Zoom này, hoặc là có một số anh chị á, sau khi mà vào những cái buổi Zoom rèn luyện câu lạc bộ liên tục, các anh chị gia tăng cái nhiệt kế tài chính, anh chị có những cái niềm tin về tiền bạc, tự nhiên bước ra anh chị nhìn thấy tiền cũng là một tần số các anh chị. Và nếu như các anh chị nhìn thấy tiền thì anh chị sao ạ? Thì bạn với tiền bạc là gì? Có cùng tần số không? Cùng rồi đó. Nên là hãy mừng đi. Nhưng mà các anh chị nói, cái tiền đó tiền của người ta đâu phải tiền của mình đâu, mừng làm gì? Cái tiền nó nhỏ lắm, ba cái đồ thì ba đồng tiền lẻ mà cái gì đâu mà phải mừng. Thì no, các anh chị đang xua đuổi cái năng lượng tiền bạc đi rồi đó. Các anh chị phải hiểu không? Chỉ cần anh chị nhìn thấy tiền, bởi vì các anh chị đã cùng tần số với tiền bạc rồi, và từ từ nó cùng rồi, từ từ nó dính vô, rồi từ từ nó mới sáp vô, rồi từ từ nó mới ở chung với nhau được. Mới vừa thấy thôi là đã xua đuổi ta rồi, thì làm sao mà có cái cơ hội mà dính vô rồi sáp vô rồi ở chung với nhau, đúng không? Bao nhiêu số anh chị đây là tiền mới tới rồi, là anh chị mới nhìn thấy thôi là anh chị đã xua đuổi rồi. Đấy, và bao nhiêu số anh chị không giữ được tất cả số tiền mình làm ra, có nghĩa là mới vừa nhận lương xong là coi như cái đồng tiền đâu tôi không thấy lương luôn á, rồi mới vừa bán cái đơn hàng xong tôi không thấy cái đồng tiền luôn, lợi nhuận tôi không thấy luôn rồi hả, mới vừa bán được mảnh đất chu quá trời là tiền ơi là tiền, sau 6 tháng, sau 1 năm chả thấy cái đồng tiền nó đâu nữa rồi. Anh chị hiểu chưa? Anh chị hiểu không ạ? Bởi vì bạn không cùng tần số với tiền bạc. Dạ. Vậy thì có bao nhiêu số anh chị đây mình thắc mắc là tần số của tiền là như thế nào, và tôi phải thay đổi tôi như thế nào để tôi cùng tần số với tiền bạc không ạ? Nếu như các anh chị muốn trở thành thỏi nam châm thu hút tiền bạc thì các anh chị phải biến mình trở thành có tần số của tiền bạc. Bao nhiêu số anh chị muốn điều đó ạ? Rất là yên tâm nha, cái phần đó nó nằm ở phần sau của cuốn sách này, nó nằm ở phần sau của cái buổi chia sẻ, cái hành trình chia sẻ này của Thêu. Nên các anh chị nhớ đừng có vắng, đừng có vắng, vắng là uổng lắm nha, mắc vui. Được không ạ? Thay vì xem phim ngôn tè gì đó thì thôi vô về xem phim chia sẻ của gia nhân Bích Thêu mỗi buổi sáng, mỗi buổi sáng để mình có thể lấy được cái bí kíp. Làm sao để biết mình chơi một thỏi 500 thu hút những điều mình mong muốn, đặc biệt là thu hút tiền và tài sản, được không ạ? Phần hay còn nằm ở phía sau nên anh em là phải kiên nhẫn, tiếp nạp. Ok, và anh chị hãy nhớ là nhờ luật hấp dẫn thì mỗi người trong chúng ta giống như là một thỏi 500 có sức hút hấp dẫn nhiều hơn những gì chúng ta cảm nhận được vào một thời điểm nhất định nào đó. Các anh chị hãy ghi cái câu này vô, mình sẽ phân tích cho các anh chị nghe nha. Nhờ luật hấp dẫn đó, bây giờ nhờ có luật hấp dẫn mà hồi nãy giờ các anh chị biết là mình là một cái khối năng lượng chưa, và mỗi suy nghĩ của mình là tỏa ra một cái năng lượng chưa, rõ chỗ này chưa, mình tốt nghiệp chỗ này chưa, mình giác ngộ chỗ này chưa, mình thấu hiểu cái này chưa. Và cái năng lượng suy nghĩ của mình có cái khả năng hấp dẫn hoặc là đẩy lùi, được không ạ? Nên là nhờ có luật hấp dẫn thì mỗi người chúng ta giống như là một thỏi 500 có sức hút lớn. Tại sao gọi là sức hút lớn ạ? Sức hút lớn chứ không phải là sức hút nhỏ các anh chị. Tại sao có sức hút lớn các anh chị ơi? Bởi vì cái khối 500 này nó to không? To không ạ? To không? Nè em nói các anh chị là mỗi tế bào của các anh chị là nó có thông tin. Mỗi cái tế bào trên người các anh chị nó là một cái trường năng lượng. Và nó có thông tin. Nó có thông tin ADN nào đó. Và nó có thông tin trong đó. Nó có tần số trong đó. Nên là anh chị nào đây nhiều tế bào hơn là người nó lợi thế hơn đó nha. Nha. Nhưng mà quan trọng là các anh chị... Anh chị gieo cái suy nghĩ gì vào cái tế bào đó. Nó là quan trọng hơn nữa. Ví dụ như em Thêu có 10 cái tế bào đi. Nhưng mà 10 tế bào của em Thêu là lúc nào cũng khí thế của người thành công. Luôn mang năng lượng của người thành công. Luôn tỏa ra suy nghĩ tần số năng lượng của cái người thành công. Những cái người gọi là người dư dả về tiền bạc. Tạo ra cái sự thành công về tài chính. Nhưng mà giả sử như các anh chị có 100 cái tế bào đi. Nhưng mà 100 cái tế bào đó của các anh chị là nó không có năng lượng người thành công, nó toàn là suy nghĩ, nó còn được toàn là được cài đặt những cái suy nghĩ không có tích cực. Ví dụ như là tôi không có làm được đâu, thôi không có làm được đâu, và không có làm được đâu, rồi cái đó ghê lắm. Thì 100 tế bào các anh chị là vô dụng, nhưng mà 10 tế bào của Thêu là chất lượng, hiểu không? Anh chị có hình dung được không? Vậy thì anh chị giống như là một cái thỏi 500 thu hút, có sức thu hút lớn các anh chị. Ok, mà có cái khả năng thu hút đó và hấp dẫn nhiều hơn những cái gì mà các anh chị cảm nhận vào một thời điểm nhất định. Hấp dẫn nhiều hơn những cái gì mà các anh chị cảm nhận. Ví dụ như anh chị có muốn em ví dụ mà alo, hello. Khi nào mà em nói hello thì các anh chị nói là yes, ta đang tập trung nè. Thì em giả sử như em hỏi các anh chị là anh chị có muốn ví dụ mà có không ạ? Có thì comment có em ví dụ cho. Chứ nãy giờ nó cũng khen cổ lắm rồi đó. Nó cũng rất là tốn calorie á. Ok. Rồi ví dụ như này nha. Cảm nhận ha, bây giờ em cho các anh chị cảm nhận vị chua. Được không nè? Bây giờ giả sử như em nói rằng là em sẽ ví dụ cho các anh chị cảm nhận một cái vị chua. Các anh chị biết cái trái chanh không? Một cái trái chanh xanh bóng lưỡng, cái trái chanh xanh bóng lưỡng là cái trái chanh mà anh chị sẽ cắt nó ra, nước nó sẽ bắn tung tóe, nó bắn lên môi miệng các anh chị, nó bắn lên vô mắt các anh chị, nó bắn lên môi miệng các anh chị đấy. Và sau rồi mình sẽ chẻ bọc nó ra, xong rồi các anh chị sẽ tắt một muối và các anh chị sẽ chấm muối ớt, làm theo chấm muối ớt, xong rồi anh chị bỏ vô miệng, anh chị nhai hết luôn, nhai hết cái miếng chanh đó luôn, nhai luôn, xong rồi nhai luôn cái vỏ luôn, nhai quất cái vỏ luôn, xong rồi các anh chị xé thêm miếng nữa, chấm thêm muối, bỏ vô miệng, nhai tiếp cho em, nuốt vô rồi xé thêm miếng chanh nữa, rồi chấm muối, rồi ăn tiếp, nuốt vô, rồi nuốt hết chưa, nuốt hết chanh chưa, rồi chua không? Rồi các anh chị hiểu mà, có nghĩa là gì? Luật hấp dẫn nó sẽ giúp cho anh chị thu hút nhiều hơn những gì mà các anh chị cảm nhận. Thì hồi nãy giờ các anh chị đã cảm nhận được cái vị chua rồi đó mà. Rồi, trong ngày hôm nay, nếu như mà các anh chị thực hành cái bài này khoảng chừng 3 đến 5 lần, thì trong ngày hôm nay hoặc là ngày hôm sau, anh chị sẽ có một cái người nào đó mang chanh tới nhà cho bạn. Hoặc là gì ạ? Hoặc là các anh chị sẽ được ai đó cho một cái gì đó nó liên quan tới cái sự chua. Hoặc là các anh chị đi ra chợ, anh chị thấy toàn là chanh với chua không ạ? Chanh với chua không ạ? Các anh chị hiểu vấn đề nó không? Nó sẽ thu hút cho các anh chị nhiều hơn. Những gì anh chị cảm nhận cái đó, anh chị sẽ là một cái sự cảm nhận nhỏ của các anh chị thôi, nhưng mà sẽ thu hút đến với các anh chị ở một cái thời điểm nhất định, được không nè? Ok, bây giờ những anh chị hiểu được cái điều này. Vậy thì vì thay vì cảm nhận cái sự chua thì mình cảm nhận cái sự dư dả được không? Thay vì cảm nhận mình đang ốm yếu, mình là ốm yếu, thì mình cảm nhận mình đang khỏe mạnh được không? Thay vì cảm nhận là mình đang thiếu thốn, thì mình cảm nhận mình đang dư dả được không ạ? Tôi đang có dư tất cả số tiền, tôi làm những điều mà tôi mong muốn. Ví dụ như anh chị đang cảm nhận là mình đang bận rộn, rất là bận rộn, thì bây giờ anh chị đổi lại: tôi đang rất là tự do và tôi có dư thời gian để làm gì tôi muốn. Tôi có toàn quyền, tôi có toàn thời gian để làm gì tôi muốn. Đổi cái sự cảm nhận được không ạ? Thay vì là cảm thấy là hôm nay tôi buồn, tôi không hiểu vì sao tôi buồn, thì đổi lại cái sự cảm nhận là hôm nay tôi vui, tôi không hiểu vì sao tôi vui luôn đó. Trời, hôm nay vui dữ, nay vui lắm, không hiểu vì sao tôi vui, mới sáng vui trong thấy vui rồi nha. Cái tự nhiên mới sáng vui bắt cười, không hiểu tại sao tôi phải cười. Tự nhiên hôm nay mình cười xa xả mà không hiểu tại sao tôi cười luôn á trời. Các anh chị, vậy thì thay vì anh chị cảm nhận những điều không tốt, thì mình cảm nhận những điều tốt luôn nè. Bởi vì luật hấp dẫn nó sẽ cho các anh chị nhiều hơn những gì mà anh chị cảm nhận. Ghê chưa? Thế các anh chị có tin không? Bao nhiêu số anh chị đây là suốt ngày là cảm nhận toàn là cái sự thiếu thốn à? Nên làm theo sẽ hướng dẫn cho anh chị một cái thói quen, đó chính là kể từ giây phút này trở về đi, thì các anh chị không được nhìn vào cái sự thiếu của mình, mà hãy nhìn vào cái dư của mình. Ok? Nhìn vào cái sự dư dả của các anh chị, được không? Nhìn vào cái thứ mà mình được có, chứ đừng nhìn vào cái thứ mình chưa có. Cái ly nước có đang đầy lên hay là nó đang vơi đi? Nhìn vào những thứ mình đã làm được, chứ đừng có nhìn vô cái thứ mình chưa làm được. Thì các anh chị sẽ luôn có cảm giác dư dả và đủ đầy. Bao nhiêu sao anh chị luyện được thói quen này ạ? Thì các anh chị mới có được cái sự cảm nhận dư dả và đủ đầy được. Ví dụ nhìn vô cái người chồng của mình, hoặc là nhìn vào đứa con của mình, hoặc là nhìn vô người vợ của mình, hoặc là nhìn vào người cha của mình. Ví dụ như cha mẹ của mình có những thói quen mà mình không thích, thì mình hay nhìn vào cái sự dư dả. Các anh chị ở đây là gì? Ít ra mình còn có cha mẹ, ít ra là cha mẹ mình vẫn còn sống, vẫn còn ở bên cạnh mình, họ vẫn đang cười nói vui vẻ mỗi ngày. Còn bây giờ họ có thói quen gì đó là không sao cả, từ từ họ tốt lên. Mình sẽ dùng cái năng lượng suy nghĩ của mình để chuyển hóa, và mình chuyển hóa được, mình chuyển hóa được mình thì mình sẽ chuyển hóa được. Ok, chỉ còn mình còn sống thì mình có thể làm cho mọi thứ tốt lên, được không các anh chị? Hoặc là thay vì mình nhìn vào cái người chồng của mình, họ đang có những cái thói quen không có tốt, rồi mình cứ nhìn vào những cái điểm không tốt của anh ấy và mình cứ không có vui, và mình nhìn qua chồng nhà người ta bất thiện, mình nói là chồng nhà người ta thật là đã quá đi thôi, còn nhìn lại chồng mình cảm thấy bực bội và cứ chịu quá thôi, được không ạ? Thì không có nên như thế, mà mình phải nhìn vào những gì mình có, chính là ít ra mình còn có chồng. Các anh chị, nhiều người không có chồng, nhiều người họ không có cái phước là được có chồng đâu các anh chị nha, không có giữ được cái người chồng của mình, không có cái người để ôm hàng đêm. Ví dụ như là các anh chị cần một cái việc gì đó, các anh chị đều nhờ, không có người để nhờ giúp đỡ, chị hiểu không? Thì thế, nhìn vào những gì mình có. Ok, chỉ cần ngày nào mình còn sống, cái gì là của mình thì điều đó nó sẽ càng ngày càng tốt lên. Mình tốt lên thì những thứ xung quanh của mình nó cũng tốt lên. Chồng của mình tốt lên thì chồng của mình sẽ tốt lên. Anh chị mới biết như thế. Và khi ngày nào mình còn sống, ngày nào thì mọi thứ xung quanh của mình sẽ đều được tốt lên, nhờ cái sự tốt lên của mình. Bởi vì sao? Cùng tần số với nhau mà. Hả các anh chị? Đó mà. Vậy thì các anh chị biết là mình là một thỏi 500 chưa ạ? Và cả con người chúng ta đều là kết quả của những gì mà anh chị nghĩ. Cả con người các anh chị là kết quả của những gì mà các anh chị suy nghĩ. Được chưa nào? Và các anh chị có cái quyền năng để các anh chị thay đổi. Anh chị có một cái quyền năng rất là lớn, đó chính là cái quyền được lựa chọn và ra quyết định. Anh chị nói ạ, quyền năng của các anh chị, cái quyền năng này cái cây nó không có. Cùng là một cái trường năng lượng như nhau, cùng là những cái năng lượng như nhau. Ví dụ như cái bút này cũng là cái năng lượng, nhưng cái bút này nó không có cái quyền năng là lựa chọn và đưa ra quyết định. Bây giờ em nói rằng là cái bút bây giờ mày phải nằm ở đây, là nó phải bước chân qua đây nó nằm, nó không được cãi lời. Và em nói là cái bút bây giờ mày phải nằm cái xó này, là nó nằm đúng cái xó đó. Bây giờ nó muốn đi châu Âu nó cũng không đi được. Nó không có cái quyền năng đó các anh chị. Nhưng các anh chị có cái quyền năng được lựa chọn và thay đổi, được lựa chọn và ra quyết định. Anh chị nói vậy, quyền năng lớn nhất của con người là được lựa chọn và ra quyết định. Và anh chị sẽ dùng cái suy nghĩ của các anh chị dùng cái ý thức của các anh chị để anh chị lựa chọn lại những gì mình muốn, lựa chọn và ra quyết định lại những gì mình muốn. Ví dụ như mình thấy rằng là cái đứa con của mình nó đang có những cái thói quen không có được tốt, thì bây giờ mình lựa chọn và mình ra quyết định lại, lựa chọn lại là con của tôi có thói quen tốt, vậy thôi á. Nó chỉ có vậy thôi đó. Hoặc là cái đồ quỷ sứ, cái đồ quỷ sứ quậy gì mà quậy dữ vậy, đồ quỷ sứ quậy gì tao không biết tại sao tao là đẻ ra đứa con mà nó quậy quá trời quậy, phá gì phá bánh làng bánh xốp không thể nào tưởng tượng được. Bà con ơi, bà ngoại tôi không hiểu luôn á, tại sao cái cháu của bà sao nó quậy dữ vậy. Bà chính là bà coi nó quậy thôi rồi bà chính ơi, trời ơi bà bảy bà con nó quậy tôi không thể nào tưởng tượng được. Cô coi đó, cô coi thấy nó quậy không, nó quậy quá trời quậy đấy. Thì coi như là nó sau này lớn này là ngoài banh nhà. Thì các anh chị sẽ lựa chọn và ra quyết định lại thôi. Lựa chọn và ra quyết định lại không? Con của mình rất là ngoan ngoãn, con của mình cực kỳ ngoan ngoãn, mà cái đứa nó càng nhỏ các anh chị sẽ làm lại là càng rất là tốt. Con của mình là cực kỳ ngoan ngoãn, không, nó rất là ngoan. Thôi cô đừng có nói vậy, nó ngoan lắm cô à. Tôi nói với cô là tối đi ngủ là nó ngoan cực kỳ, là tới giờ là nó tự nó ngủ. Rồi nó thấy tôi làm việc á, là nó ngồi nó chơi nó cười hi hỉ để tôi làm việc. Tôi làm việc xong rồi á, là nó mới nhờ tôi làm cái gì đó cho nó. Nó rất là ngoan, nó ngoan mà tôi không thể nào tưởng tượng là trên cuộc đời này là có cái đứa nhỏ mà đứa trẻ mà nó vừa thông minh và nó vừa ngoan ngoãn như thế. Chắc là phải gửi vô cho môi trường câu lạc bộ và doanh nhân Bích Thêu rèn luyện để trở thành thiên tài, để trở thành một doanh nhân chạm tay hóa vàng. Chứ mà tôi thấy nó khá là thông minh và thấy là nó khá là ngoan ngoãn, nên là tôi tin rằng là nó mà được rèn luyện với doanh nhân Bích Thêu rồi chắc là thành thiên tài cho cô Thêu. Và cô Thêu à, ok rồi, cảm ơn tất cả các anh chị. Hôm nay mình sẽ dừng lại tại đây. Các anh chị nhớ chưa? Anh chị biết anh chị là gì chưa? Mình biết mình là gì chưa? Bạn là một thỏi 500. Anh chị là một khối năng lượng, và khối năng lượng này có quyền lựa chọn và ra quyết định lại. Khối năng lượng này có quyền là được thay đổi cái tần số của mình và được thu hút, để thu hút và hấp dẫn những cái gì phù hợp. Rõ không ạ? Và tất cả những cái gì mà các anh chị đang có, cơ thể các anh chị đang được cấu tạo như thế nào, và xung quanh các anh chị đang có cái gì, tất cả là đều do cái gì ạ? Do suy nghĩ của các anh chị mà ra. Anh chị rõ chưa ạ? Và các anh chị được quyền thay đổi cái suy nghĩ, thì các anh chị được quyền thay đổi cái tần số, và được quyền thay đổi tất cả những cái thứ mà các anh chị hấp dẫn tới, và những thứ xung quanh các anh chị nó sẽ thay đổi theo. Bạn là tất cả những gì bạn nghĩ. Ok, rồi các anh chị hiểu mình là gì chưa ạ? Tôi là gì chưa ạ? Rõ chưa ạ? Ví dụ như ai hỏi anh chị là gì, anh chị biết chưa ạ? Rồi hôm sau chúng ta sẽ đi qua cái phần tôi là ai. Tôi là ai? Vậy thì bạn là ai? Là cái gì? Là cái gì rồi là cái ai rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu vận hành mình tốt hơn. Cảm ơn tất cả anh chị đã đồng hành với buổi sáng ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng với doanh nhân chị Mộng Duyên sẽ hỗ trợ cho các anh chị ở thói quen biết lòng biết ơn, và cái thói quen gì nữa biết không ạ? Tập trung vào hơi thở. Chị Mộng Duyên ơi, doanh nhân chị Mộng Duyên ơi, có đang ở đây không? Tâm hồn có đang ở đây không? Có. Ok, dạ rồi, cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn doanh nhân Bích Thêu siêu tuyệt vời. Anh chị ơi, anh chị gửi lời biết ơn đến doanh nhân Bích Thêu của chúng ta nha. đã cho chúng ta những cái kiến thức vô cùng tuyệt vời. Và ngày hôm nay anh chị biết rằng là mình cần phải làm gì chưa ạ? Không phải anh chị biết mình cần phải làm gì để mình trở thành một hỏi 500. Rồi đây xuất hiện lên chị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái thói quen tiếp theo, và thói quen này cũng của những người thành công anh chị ha, là chúng ta sẽ viết lòng biết ơn trong vòng 10 phút nha anh chị. Và sau đó thì chúng ta sẽ rèn luyện cái sự tập trung trong vòng 5 phút. Anh chị có thể là đi rết rưng ha. 1 phút 30 giây cho anh chị có thể là đứng lên đi vệ sinh anh chị ha, rồi sau đó anh chị sẽ quay trở lại đây với Duyên nha. Wow. Rồi cả nhà ơi, bây giờ Duyên xem nhạc nha. Anh chị nghe thử là có nhạc chưa? Anh chị có thể comment cho Duyên thấy ha. Nghe rõ thì anh chị nói comment nghe rõ giúp Duyên ha. Nghe chưa ạ? Chị ơi, anh chị có nghe nhạc chưa? Ok anh chị, bây giờ Duyên sẽ bấm đồng hồ 10 phút ha, chúng ta cùng nhau biết lòng biết ơn. Đầu tiên thì anh chị sẽ biết ơn tất cả những gì mà mình đang có, rồi sau đó mình mới biết ơn những cái gì mà mình mong muốn.